Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn câu tượng. Và tượng hôm nay của mình sẽ có từ vịt mỏ hỗn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn câu tượng. Và tượng hôm nay của mình sẽ là vịt tượng vịt mắt chố. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn câu tượng. Và tượng hôm nay của mình sẽ là tượng vịt mắt to. Bây giờ mình bắt đầu nha mọi người. Nhớ phần tượng màu cam của mình đây nha. Phần tượng màu cam của mình nha mọi người. Nhớ đây phần tượng màu cam nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tượng của mình sắp xong rồi nha mọi người. Mọi người ơi, phần tượng mình sắp xong rồi này. Phần tượng của mình sắp xong rồi nha mọi người ơi. Cái lồng với lộ ơi, phần tượng của mình đây, tượng của mình đã hoàn thành nha. Video của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, mình chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người ơi, đây là tượng của mình này, tượng của mình đã hoàn thành nha. Video của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình xin một like, mình chia sẻ và đăng ký kênh. Các bạn ơi, đây là tượng của mình hoàn thành rồi nhá. Video của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, mình chia sẻ và đăng ký kênh nha. Chia sẻ cho thầy đi. Shipper thì không chịu giao hàng, điền tiền mất thôi.